Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục chương 2 cổng logic các định lý thiết kế mạch tổ hợp của môn lý thuyết kỹ thuật số. Sang nội dung thứ 6, thiết kế mạch tổ hợp. Bài toán thiết kế như sau: hãy thiết kế mạch điện tử số có 3 ngõ vào ABC và một ngõ ra Y. Ngõ ra Y bằng 1 khi có 2 hoặc 3 ngõ vào bằng 1. Trình tự thực hiện gồm có 5 bước. Bước thứ nhất tiến hành xây dựng sơ đồ khối. Bước thứ hai, lập bảng trạng thái. Bước thứ ba, viết phương trình. Bước thứ tư, đơn giản phương trình. Và bước thứ năm, tiến hành vẽ mạch điện. Bây giờ ta tiến hành bước thứ nhất, vẽ sơ đồ khối. Việc vẽ sơ đồ khối giúp cho chúng ta biết được hệ thống có bao nhiêu tín hiệu vào và bao nhiêu tín hiệu ra. Với yêu cầu của đề bài thì hệ thống có 3 tín hiệu ngõ vào là ABC và một tín hiệu ngõ ra Y. Như vậy, bước thứ nhất ta đã vẽ xong sơ đồ khối. Bây giờ ta sang bước thứ hai, tiến hành lập bảng trạng thái. Theo yêu cầu của đề bài là thiết kế mạch điện tử số có 3 ngõ vào ABC. Mạch điện tử số sử dụng hệ thống số nhị phân với 3 ngõ vào, nó sẽ tạo thành một tổ hợp 2 mũ 3 trạng thái, chính là 8 trạng thái, từ trạng thái 0, 0, 0 cho đến trạng thái 1, 1, 1. Nếu 4 ngõ vào thì chúng ta sẽ có 16 trạng thái. Như vậy, chúng ta đã tạo ra được trạng thái của ngõ vào gồm có 8 trạng thái từ 0,0,0 cho đến 1,1,1. Bây giờ chúng ta tiếp tục tìm giá trị của ngõ ra Y. Theo yêu cầu của đề bài thì Y bằng 1 khi có 2 hoặc 3 ngõ vào bằng 1. Trạng thái đầu tiên 0,0,0, cả 3 ngõ vào đều bằng 0, không thỏa mãn điều kiện này cho nên ngõ ra Y bằng 0. Trạng thái tiếp theo nữa là 0,0,1, chỉ có 1 ngõ vào bằng 1 cho nên ngõ ra Y tiếp tục bằng 0. Trạng thái tiếp theo là 010, cũng chỉ có 1 ngõ vào bằng 1, cho nên ngõ ra Y bằng 0. Trạng thái 011, trạng thái này có 2 ngõ vào bằng 1, cho nên ngõ ra Y bằng 1. Trạng thái này đã thỏa mãn yêu cầu của đề bài. Trạng thái 100, trạng thái này chỉ có 1 ngõ vào bằng 1, không thỏa mãn yêu cầu, cho nên ngõ ra Y bằng 0. Trạng thái 101, có 2 ngõ vào bằng 1, thỏa mãn yêu cầu, cho nên ngõ ra Y bằng 1. Trạng thái 110, có 2 ngõ vào bằng 1, cho nên thỏa yêu cầu, ngõ ra Y bằng 1. Trạng thái 111 có thứ 3 ngõ vào bằng 1, thỏa yêu cầu, cho nên ngõ ra Y bằng 1. Đến đây, chúng ta đã lập xong bảng trạng thái ngõ ra có quan hệ theo 3 ngõ vào và ngõ ra bằng 1 khi chỉ có 2 hoặc 3 ngõ vào bằng 1. Và dĩ nhiên, khi không thỏa mãn điều kiện này thì ngõ ra bằng 0. Bước thứ 2 đã thực hiện xong, bây giờ ta sang bước thứ 3. Tiến hành viết phương trình cho ngõ ra. Ở bước thứ ba này, chúng ta có hai cách hay hai phương pháp để tìm phương trình ngõ ra. Phương pháp thứ nhất người ta gọi là phương pháp tổng của các tích. Tiếng Anh của nó là sum of products, viết tắt là SOP. Phương pháp thứ hai là phương pháp tích của các tổng. Tiếng Anh của nó là product of sum, viết tắt là BOS. Và bây giờ chúng ta sẽ áp dụng từng phương pháp và A nhỏ là phương pháp SOP. Theo phương pháp SOP thì chúng ta chỉ quan tâm đến các trạng thái làm ngõ ra bằng 1. Trong 8 trạng thái này thì chúng ta chỉ quan tâm đến các trạng thái ngõ ra Y bằng 1 và có 4 trạng thái làm cho ngõ ra Y bằng 1. Tiến hành viết tích N, các biến ngõ vào. Biến ngõ vào bằng 1 thì giữ nguyên, còn biến ngõ vào bằng 0 thì đảo lại. Như vậy trạng thái này ngõ ra Y bằng 1, ta tiến hành viết tích N, C. Do C bằng 0 cho nên ta viết thành C đảo. N với B, N với A. Kết quả chúng ta có C đảo, N với B, N với A. Áp dụng tương tự, ta viết cho trạng thái ngõ ra Y bằng 1 tiếp theo. Ở trạng thái này thì C bằng 1, B bằng 0, A bằng 1. Kết quả tích N như sau: C sẽ N với B đảo, N với A. Trạng thái tiếp theo ngõ ra Y bằng 1, tương ứng với C bằng 1, B bằng 1, A bằng 0. Kết quả tích N sẽ là C, N với B và N với A đảo. Trạng thái cuối cùng, C bằng 1, B bằng 1, A bằng 1. Tích N sẽ là C, N với B, N với A. Sau khi đã viết xong các tích N, ta tiến hành viết phương trình ngõ ra. Và theo phương pháp SOP là phương pháp tổng của các tích. Tổng ở đây là O, tích ở đây là N. Kết quả ta được phương trình ngõ ra Y như sau. Nó sẽ bằng tổng O của 4 tích này. Y sẽ bằng C đảo BA, O với CB đảo A,
O với CBA đảo, O với CBA. Như vậy, bước thứ 3 đã thực hiện xong. Bây giờ ta sang bước thứ 4. Bước thứ 4 là đơn giản phương trình. Ở bước thứ 3 chúng ta đã tìm được phương trình ngõ ra Y sẽ bằng tổng O của 4 tích này. Và bây giờ ta tiến hành đơn giản phương trình này. Ta áp dụng định lý A, O với A cũng bằng A. Như vậy, từ phương trình gốc này, ta tiến hành O các đại lượng này với C, BA, CBA. Xem như chúng vẫn không đổi, vì A, O với A cũng bằng 9A. CBA, O với CBA, O với CBA cũng chính là CBA. Từ phương trình thứ hai này, ta có 6 tích N. Và bây giờ chúng ta sẽ viết lại phương trình này theo thành từng cặp. Cặp thứ nhất là C đảo BA sẽ kết hợp với CBA thứ nhất. Cặp thứ hai là CB đảo A sẽ kết hợp với CBA thứ hai. Cặp thứ ba là CBA đảo sẽ kết hợp với CBA thứ ba. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành kết hợp từng cặp với nhau. Cặp thứ nhất có BA giống nhau, đặt BA ra ngoài. BA cũng như AB. Hai đại lượng còn lại là C đảo O với C. Cặp thứ hai có CA giống nhau, đặt CA ra ngoài. Đại lượng còn lại là B đảo O với B. Cặp thứ ba có CB giống nhau, đặt CB ra ngoài. Đại lượng còn lại là A đảo O với A. Áp dụng định lý đã học, C đảo O với C thì bằng 1. B đảo O với B cũng bằng 1. A đảo O với A cũng bằng 1. Kết quả chúng ta được phương trình ngõ ra Y sẽ bằng AB O với AC O với BC. Như vậy, bước thứ tư đã thực hiện xong. Sang bước thứ năm là bước cuối cùng, tiến hành vẽ mạch theo phương trình. Vừa rồi ta đã tìm được phương trình Y bằng ANB, O với ANC, O với BNC. Với phương trình này, ta sử dụng 3 cổng N, 2 ngõ vào và 1 cổng O, 3 ngõ vào. Cổng N thứ nhất sẽ tiến hành N, 2 tín hiệu A với B. Cổng N thứ hai sẽ tiến hành N, 2 tín hiệu A với C. Cổng N thứ ba sẽ tiến hành N, 2 tín hiệu B với C. Còn cổng O sẽ tiến hành O, 3 tích AB, O với AC, O với BC. Như vậy, phần vẽ mạch cho bài toán thiết kế đã thực hiện xong. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mô phỏng để kiểm tra lại thiết kế. Mạch điện mô phỏng giống như mạch điện chúng ta đã thiết kế. Ba ngõ vào ABC sẽ lần lượt thay đổi 8 trạng thái từ 0,0,0 cho đến 1,1,1. Và ngõ ra sẽ điều khiển đèn LED đơn. Ngõ ra sẽ bằng 1 điều khiển đèn LED này sáng khi chỉ có 2 hoặc 3 ngõ vào bằng 1. Và bây giờ mời các bạn quan sát. Như vậy, mạch mô phỏng đã hoạt động đúng theo yêu cầu của đề bài. Như vậy, bài toán đã được thiết kế xong. Bây giờ ta sang phần B nhỏ. Chúng ta đi nghiên cứu phương pháp còn lại, đó là phương pháp BOS. Phương pháp BOS có thể xem là phương pháp ngược lại của SOB. Ta chỉ quan tâm đến các trạng thái làm cho ngõ ra bằng 0. Và trong bảng trạng thái này thì có 4 trạng thái làm cho ngõ ra bằng 0. Tiến hành viết tổng O các biến ngõ vào. Biến ngõ vào nào bằng 0 thì giữ nguyên. Biến ngõ vào nào bằng 1 thì đảo lại. Bây giờ ta sẽ tiến hành chi tiết như sau. Trạng thái đầu tiên ngõ ra Y bằng 0. Và ba tín hiệu ngõ vào CBA đều bằng 0. Khi đó ta có tổng O thứ nhất là C, O với B, O với A. Trạng thái thứ hai ngõ ra Y bằng 0. C bằng 0, B bằng 0. Cho nên C, O với B. A bằng 1, cho nên O với A đảo. Trạng thái thứ 3, ngõ ra Y bằng 0. C, O với B đảo, O với A. Trạng thái thứ 4, ngõ ra Y cũng bằng 0. C bằng 1, cho nên C đảo, O với B, O với A. Sau khi đã viết được hết các tổng O tương ứng với các trạng thái ngõ ra bằng 0, thì ta tiến hành viết phương trình ngõ ra bằng tích N
của các tổng. Như vậy phương trình ngõ ra Y sẽ bằng C O với B O với A N với C O với B O với A đảo N với C O với B đảo O với A N với C đảo O với B O với A. Như vậy bước thứ 3 ta đã thực hiện xong, tìm được phương trình ngõ ra theo phương pháp BOS. Bây giờ ta sang bước thứ 4, tiến hành đơn giản phương trình. Việc đơn giản ta tiến hành như sau. Ta lấy tích thứ nhất nhân với tích thứ hai và tích thứ ba nhân với tích thứ tư, cụ thể như sau. C n với C chính là C, C n với B chính là CB, C n với A đảo chính là CA đảo, B n với C chính là BC, B n với B chính là B, B n với A đảo chính là BA đảo, A n với C chính là AC, A n với B chính là AB, A n với A đảo bằng 0. Ta sang phép toán nhân cho hai tích này như sau. C n với C đảo bằng 0, C n với B là CB, C n với A là CA, B đảo n với C đảo, B đảo C đảo, B đảo n với B bằng 0, B đảo n với A chính là B đảo A, A n với C đảo là AC đảo, A n với B là AB, A n với A bằng A. Tiếp theo ta tiến hành áp dụng các định lý để đơn giản. C O với CB thì bỏ đi CB, C O với C A đảo thì bỏ đi C A đảo, C O với BC thì có thể bỏ đi BC, B O với B A đảo thì bỏ B A đảo, C O với AC thì bỏ đi AC, B O với AB thì bỏ đi AB. Như vậy tổng thứ nhất chỉ còn lại là C O với B. Sang tổng thứ hai, A O với AB thì có thể bỏ đi AB, A O với AC đảo thì có thể bỏ đi AC đảo, A O với B đảo A thì có thể bỏ đi B đảo A, A O với CA thì bỏ đi CA. Như vậy tổng thứ hai còn lại là CB với B đảo C đảo và A. Đây chính là CB, O với B đảo C đảo và O với A. Đến đây ta có được phương trình đơn giản Y bằng COB N với CB, O với B đảo C đảo, O với A. Và bây giờ chúng ta tiếp tục đơn giản phương trình này. C N với CB chính là CB hay BC, C N với B đảo C đảo, trong đó C N với C đảo bằng 0, C N với A chính là CA hay AC, B N với CB chính là BC hay CB đã có, B N với B đảo C đảo, trong đó B N với B đảo bằng 0, cho nên kết quả tất cả bằng 0, B N với A chính là BA hay AB. Như vậy phương trình cuối cùng Y sẽ bằng BNC, O với ANC, O với ANB. Đây cũng chính là phương trình đã tìm được ở phương pháp SOB. Sang bước thứ 5, tiến hành vẽ mạch theo phương trình. Từ phương trình đã tìm được, ta tiến hành vẽ mạch. Và do hai phương pháp này giống nhau, cho nên hai phương trình sẽ giống nhau và hai mạch điện cũng giống nhau. Kết quả mô phỏng cũng giống luôn. Ta sang phần C là kết luận. Cả hai phương pháp SOB và BOS cho ra cùng một kết quả. Như vậy, cả hai phương pháp là tương đương. Khi thiết kế mạch, chúng ta chỉ chọn một phương pháp để thiết kế. Còn ở đây tôi dạy cho các bạn, cho nên tôi trình bày cả hai phương pháp. Một câu hỏi đặt ra là ta nên chọn phương pháp nào cho phù hợp. Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta cần xác định. Ở bài toán thiết kế mạch tổ hợp này thì trạng thái ngõ ra Y có 4 trạng thái mức 1 và 4 trạng thái mức 0, xem như tỷ lệ là 50%. Với tỷ lệ là 50% thì ta có thể chọn phương pháp SOB hay BOS đều được. Nhưng chúng ta gặp những cái yêu cầu bài toán mà tỷ lệ nó không phải là 50%. Giả sử số trạng thái ngõ ra Y bằng 1 ít hơn nhiều so với số trạng thái ngõ ra Y bằng 0, thì khi đó chúng ta nên chọn phương pháp SOB. Còn nếu trường hợp ngược lại, số trạng thái ngõ ra Y bằng 0 ít hơn nhiều so với số trạng thái ngõ ra Y bằng 1, thì khi đó ta nên chọn phương pháp BOS. Như vậy tôi đã trình bày xong phần thiết kế mạch tổ hợp. Đây là một nội dung cực kỳ quan trọng. Các bạn cần phải nắm các bước thiết kế này
để áp dụng thiết kế các mạch tổ hợp cho các chương tiếp theo. Các bạn xem phần trình bày có vấn đề nào chưa rõ thì chúng ta trao đổi thêm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và mời các bạn tiếp tục xem các video tiếp theo.